Chào Duy. Bây giờ người ta đang chờ bán điện thoại. Bạn em. Đi lạc. Chào Duy đi lạc. Nhìn nhé. Thấy mẹ kéo lên kìa, ngoài đường kéo lẹ không có mà ăn nè Duy ơi, mua giùm thì được nha. Châu có còn mấy ngụm nước rồi đâu Duy. Đi ngược lại Nó sâu lắm. Sâu sao dám đi. Nhiên thì nó cu lì đi cái này mới chuẩn. Ai biểu thì không về. Tắt đi, tắt đi, liếc nó đi lạc. Chị xuống đi em quay chị à, chẳng có tắt cái gì hết trơn á. Đi. Chết rồi cho. Đi. Cười quá à. Anh ơi, buông ra mặt ra. Cảm giác anh như thế nào? Duy phẫn nộ cũng vô ích thôi. Thì không về thì đừng có ý kiến ở đây nha. Đi nhỉ. Hai cỡ vậy là tôi vô ba tới rồi đó. Dạ đi chung với bé này đó, nó vừa tới nè. Được rồi. Xuống này liền đi Thiện ơi. Đẹp rồi gái. À, ba tánh gồm những ai? Ai vậy? Thì đông lắm, đông lắm. Cưng ơi, tập đoàn sớm mình nè thầy. Hello Bích Thị. Thôi. Hello Bích Thị kia. Đây là chủ tọa của xe. Ông quỷ. Mâm. Hai cái tụng là biết rồi. Anh ơi, kéo không? Không gì nha. Duy ơi, kéo. Anh Duy, kéo. Anh Nhật kéo không? Nhật ơi. Em nhớ là như có à. Cái gì xin tại sao cũng được. Hello everyone các bạn. Hello bạn Bích Phan Bích Thùy. Rồi, để xuống dưới luôn đi cưng. Làm cái đường luôn đi. Mày nghĩ tao bận cho tao xuống dưới làm gì dưới? Đó hả? Xuống đi. Thôi không có ghê gì mày đang nóng mà đang bạc. Nhi xuống đi nha. Cây thôi giờ. Nhi xuống đi làm bộ tất cả. Đi.
Anh Nhi, cảm giác như thế nào nè anh Nhi? Mệt thấy ê. Mệt sao? Mệt thấy mẹ. Đứng nghe nói chứ. Qua cái màn đạp xe chưa? Đạp xe kế bên nè, chút có tao kêu mày coi nha. Khó lắm kìa. Tao mà động chứ tao cũng chết luôn á. Không, nước nó cạn bớt chút rồi chú. Okay. Đó, để con đường mắc kiến thì chú đi. Con đường mắc kiến con đu dây như như anh mà dễ cậu vậy đó. Đúng rồi, 3G đó Duy ơi. Bây giờ Vĩnh cũng vậy nè. Nhưng không có vào nghe Duy. Nhi đi cho mấy đứa nó đi nè. Mày khiến tao chết chìm hả thầy? Xe đạp nè thầy ơi. Rồi. Đừng có giảm té đây là nguy hiểm. Đừng có giảm. Mày cũng có biết bơi đâu mà xạo xạo hả thầy?